Việt Nam vừa ghi nhận ca bệnh Covid-19 tử vong thứ 58, có bệnh nền ung thư phổi. Hà Tĩnh xác định ổ dịch siêu lây nhiễm, thêm 3 người trong một gia đình dương tính với Covid-19. Covid-19, triệu chứng đáng chú ý ở móng tay và móng chân. Mỹ trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Trung Quốc trong ngoại giao vaccine. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Covid-19 cập nhật chiều ngày 12 tháng 6 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo về ca tử vong thứ 58 là bệnh nhân số 4.118, là nữ 64 tuổi, có địa chỉ tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Bệnh nhân có tiền sử ung thư phổi, phát hiện vào tháng 10 năm 2020, đã phẫu thuật cắt phổi trái và hóa trị 5 lần. Bệnh nhân điều trị hóa chất đợt 5 tại Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều. Vào ngày 14 tháng 5 năm 2021, được xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được điều trị tích cực. Tuy nhiên, tình trạng tiến triển nặng dần, suy hô hấp, được đặt ống thở máy vào ngày 25 tháng 5. Bệnh nhân được điều trị hồi sức bằng các phương pháp thở máy, kháng sinh phổ rộng kết hợp với thuốc kháng nấm, chăm sóc toàn diện. Tuy nhiên, do bệnh nhân đang điều trị hóa chất ung thư nên suy giảm hệ miễn dịch, đáp ứng điều trị kém, chức năng hô hấp không cải thiện, cấy đờm, dịch phế quản ra vi khuẩn đa kháng và nấm Candida. Bệnh nhân được tiên lượng tử vong cao đã được hội trần toàn viện và gia đình xin chăm sóc giảm nhẹ. Bệnh nhân tử vong vào ngày 11 tháng 6 năm 2021, trần đoán tử vong, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2 trên nền bệnh nhân ung thư phổi đang điều trị hóa chất. Hai vợ chồng và người con 3 tuổi ở thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, dạng sáng ngày 12 tháng 6 có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Điều tra dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, người vợ 37 tuổi, người chồng 44 tuổi và người con 3 tuổi trú ở tổ dân phố Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Trong sáng ngày 11 tháng 6, Trung tâm Y tế huyện Lộc Hà đã xét nghiệm nCoV sàng lọc cho những người bán quán tại bờ kè biển Xuân Hải, phát hiện người phụ nữ 37 tuổi hai lần xét nghiệm kết quả đều dương tính với COVID-19. Trung tâm Y tế huyện Lộc Hà sau đó đã lấy mẫu của người chồng và con cùng gửi mẫu của người vợ lên trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh để xét nghiệm khẳng định lại. Kết quả cả ba người đều dương tính với COVID-19. Tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo 3 ca mới phát hiện đến Bộ Y tế ghi nhận xem như ca nghi nhiễm. Trong đêm, ba người được chuyển lên bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh để điều trị. 34F1 đã tới khu cách ly tập trung của huyện Lộc Hà để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Chính quyền đã lập 5 chốt tạm thời, phong tỏa 274 hộ dân với 1.200 nhân khẩu tại nhà của 3 người có kết quả dương tính với COVID-19 ở tổ dân phố Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, phun hóa chất Chloramin B khử khuẩn. Ngành y tế huy động 40 cán bộ lấy mẫu của Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà và Trung tâm Y tế Lộc Hà để lấy mẫu cho 1.200 người dân trong khu vực cách ly. Kể từ ngày 5 tháng 6 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận 26 ca COVID-19 cộng đồng, trong đó có nhiều ca liên quan đến hai vợ chồng trở về từ Bình Dương. 14 xã phường trừ xã Thạch Bình ở thành phố Hà Tĩnh và 8 thôn ở xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà đang cách ly xã hội theo chỉ thị 16 kể từ 12 giờ ngày 8 tháng 6. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, trong 2 ca nghi nhiễm mới, người phụ nữ 37 tuổi làm nghề bán quán tại bờ kè biển Xuân Hải, đối diện với điểm tắm nước ngọt công cộng của bãi tắm Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, thường tiếp xúc với nhiều người. Ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh thông tin, điểm tắm nước ngọt công cộng ở Lộc Hà này được xác định là nơi siêu lây nhiễm của ca bệnh, đặc biệt phát tán virus mạnh nhất vào ngày 3 tháng 6 với 7 ca mắc Covid-19. Đây là ổ dịch siêu lây nhiễm nhiều ca nhiễm mới phát hiện cũng có lịch trình di chuyển đến địa điểm này, ông Thanh nói. Vì vậy, ngành y tế Hà Tĩnh đề nghị tất cả những người từng đến các địa điểm này ở yên tại chỗ, liên hệ ngay với cơ sở y tế địa phương hoặc đường dây nóng của trung tâm theo số 0961202026 để được tư vấn hướng dẫn phòng chống dịch. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, trong hàng triệu ca nhiễm covid-19 trên thế giới, nhiều triệu chứng bất thường của bệnh nhân đã được ghi nhận. Một số triệu chứng thậm chí còn biểu hiện rất lâu sau khi người bệnh đã bình phục. Trong số đó bao gồm vị giác kém đi hoặc thay đổi, rụng tóc. Các chuyên gia đã chỉ ra bằng chứng về một triệu chứng khác có thể xuất hiện trên móng tay của người bệnh, đặc biệt là trong thời gian hồi sức. Quá trình hồi phục của bệnh nhân sau khi nhiễm COVID-19 có thể mất một thời gian đáng kể. Một số triệu chứng có thể kéo dài nhiều tuần, kể cả sau khi xét nghiệm âm tính. Đây có thể được xem như tác dụng phụ còn sót lại hoặc là cách cơ thể đối phó với sự lây nhiễm virus ở mức độ lớn. Móng tay COVID hay còn gọi là COVID nails cũng là một trong số những triệu chứng như trên. Đây được xem như một tác dụng phụ có thể xảy ra khi móng tay cố gắng phục hồi sau khi nhiễm phải mầm bệnh. Dấu hiệu dễ thấy nhất là sự xuất hiện của vạch kẻ rõ ràng đáng chú ý trên phần móng. Biểu hiện này được chỉ ra lần đầu tiên bởi nhà dịch tễ học người Anh Tim Spector ông đã tham gia vào khâu phát triển ứng dụng nghiên cứu triệu chứng COVID-19 tại quốc gia này. Quan sát của ông Spector nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý trên mạng Internet khi có nhiều bệnh nhân sống sót xác nhận dấu hiệu này trên móng tay của họ. Với thời gian trong khoảng vài tuần hoặc thậm chí là vài tháng sau khi chiến đấu với căn bệnh COVID-19, Hiện tượng được xem là tác dụng phụ của COVID-19 này có thuật ngữ y học riêng, được gọi là đường bèo Tuy rằng nguyên nhân cụ thể của việc xuất hiện các đường bầu ở bệnh nhân COVID-19 vẫn chưa được xác định rõ ràng, các chuyên gia tin rằng việc trải qua căng thẳng hoặc bệnh tật gây nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của cơ thể cũng có thể ảnh hưởng đến tình trạng của móng tay. Theo các nghiên cứu điển hình, móng tay COVID có thể tồn tại trong vài tuần hoặc vài tháng khi nhiễm bệnh. Hiện tượng này có thể xuất hiện không chỉ ở móng tay mà còn cả ở móng chân. Dấu hiệu đặc trưng nhất của hiện tượng này là các rãnh thường có màu trắng chạy dọc trên móng tay của người bệnh. Các đường bầu cũng có thể xuất hiện dưới dạng đường g, rãnh hoặc vết lõm và xuất hiện trên nhiều móng tay cùng một lúc. Các chuyên gia cũng đã chỉ ra rằng hiện tượng móng tay Covid tuy là một tác dụng phụ kỳ lạ được báo cáo bởi rất nhiều người bệnh nhân, có thể không xuất hiện ở nhiều người đã nhiễm bệnh khác. Trong một số trường hợp, ảnh hưởng này ở phần móng thậm chí không đủ rõ ràng để có thể nhận thấy. Các viên lõm trên móng tay có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, bao gồm bệnh nặng, nhiễm virus và các bệnh đi kèm như bệnh tiểu đường không kiểm soát và một số bệnh liên quan đến mạch máu. Trong trường hợp của bệnh nhân COVID-19, các triệu chứng ở móng tay cũng có thể được xem như là một phản ứng tương tự với viêm trên da. Việc sử dụng một số loại thuốc trong một khoảng thời gian dài cũng có thể gây ra tình trạng tương tự. Vì các đường bầu thường do bệnh tật hoặc việc sử dụng thuốc gây ra, Việc giải quyết các triệu chứng ở móng phụ thuộc chủ yếu vào khả năng cơ thể phục hồi từ COVID-19. Một số ý kiến cho rằng đây không phải là điều đáng lo ngại, đơn thuần chỉ là dấu hiệu cơ thể đang dần hồi phục và lấy lại sức khỏe. Thưa quý vị, cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc đang nóng lên trên một mặt trận mới, đó là ngoại giao vaccine COVID-19. Trung Quốc là nước cung cấp số lượng lớn vaccine COVID-19 cho các nước đang phát triển. Một động thái mà các chuyên gia cho rằng có thể giúp gia tăng ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc và thắt chặt quan hệ giữa Bắc Kinh với các nước khác. Tuy nhiên, chuyên gia chính sách và quản lý y tế Jan Chong Hoang nói với CNBC rằng Mỹ giờ đây đang bắt kịp Trung Quốc trong bối cảnh Nhà Trắng đã đặt ra các kế hoạch viện trợ hàng triệu liều vaccine COVID-19 cho nước ngoài. Mỹ đang tăng tốc và sẽ bắt kịp cuộc đua chúng ta sẽ thấy Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một đối thủ cạnh tranh đáng gờm hơn. Nhà nghiên cứu cấp cao về y tế toàn cầu tại Hội đồng Đối ngoại Mỹ John Trung Hoàng nói với CNBC, trong những tháng vừa qua, Trung Quốc gần như không có đối thủ trong ngoại giao vaccine khi gửi hàng triệu liều vaccine COVID-19 tới các nước đang phát triển. Theo bà Hoàng, một giáo sư tại trường Ngoại giao và quan hệ quốc tế thuộc Đại học Seton Hall, đặc biệt là khi Ấn Độ đã dừng xuất khẩu vaccine để ưu tiên nhu cầu trong nước còn số lượng vaccine mà Nga cung cấp cho các nước khác vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, thời gian gần đây có nhiều thông tin tích cực cho thấy Mỹ đang tăng tốc các nỗ lực chia sẻ vaccine COVID-19 trên toàn cầu. Trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố kế hoạch mua thêm 500 triệu liều vaccine Pfizer để chia sẻ với các nước khác thông qua cơ chế COVAX. Đáng chú ý, Hội nghị Thượng đỉnh G7 nhấn mạnh không sử dụng vaccine để làm công cụ ngoại giao. Vắc-xin sẽ được cung cấp một cách vô điều kiện mà không cần các nước nhận vaccine phải cam kết gì theo chiều ngược lại. Nhà Trắng trước đó đã công bố kế hoạch chia sẻ 80 triệu liều vaccine trên toàn cầu thông qua cơ chế COVAX trong tháng 6 này. Ngoài ra, theo CNBC, chính quyền Biden cũng đang đàm phán với Moderna để bảo đảm có thêm vaccine COVID-19 cung cấp cho thế giới. Theo các dữ liệu thử nghiệm lâm sàng, vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna có hiệu quả cao hơn, đều ở mức trên 90% so với các loại vaccine do Trung Quốc sản xuất. Có nhiều câu hỏi đặt ra về hiệu quả của vaccine Trung Quốc khi các nước trong đó có Bahrain và Chile đều ghi nhận sự gia tăng đột biến số ca mắc COVID-19, mặc dù đã tiêm chủng cho người dân nhanh chóng hơn so với nhiều nước khác trên thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đầu tháng này nói rằng các nghiên cứu cho thấy vaccine Sinovac của Trung Quốc có hiệu quả ngăn ngừa các triệu chứng của COVID-19 ở 51% số người đã được tiêm chủng, ngăn chặn các triệu chứng nặng và nguy cơ nhập viện tới 100% số người được nghiên cứu. Vấn đề không chỉ nằm ở việc chia sẻ vaccine. Các chuyên gia và các quan chức y tế tại châu Á hoan nghênh kế hoạch chia sẻ 500 triệu liều vaccine Pfizer cho các nước đang phát triển. Choi Hun Chung, giáo sư tại Đại học Y tế Gachon của Hàn Quốc nói rằng, việc Mỹ viện trợ vaccine là một bước ngoặt lớn trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 trên toàn cầu. Tuy nhiên, việc các liều vaccine của Pfizer đòi hỏi bảo quản ở nhiệt độ lạnh cực sâu lại là một thách thức không nhỏ đối với những nước có hệ thống yếu kém nếu họ được nhận loại vaccine này. Theo nguồn tin của hãng AP, chính quyền Biden có kế hoạch cung cấp 500 triệu liều vaccine Pfizer cho 92 nước có thu nhập thấp hơn và Liên minh châu Phi trong năm tới, thông qua cơ chế COVAX. ông Eun Kyung, giám đốc cơ quan ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc cho rằng, sự thành công trong kế hoạch chia sẻ vaccine của ông Biden còn phụ thuộc vào việc các liều vaccine sẽ được sản xuất và gửi tới những nước đang thiếu vaccine như thế nào. Bà cũng bày tỏ lo ngại về điều kiện bảo quản đối với vaccine của Pfizer và cho rằng viện trợ của Mỹ nên đi kèm với các nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng và đào tạo nhân viên y tế ở các nước tiếp nhận. Mỹ vẫn chưa xác nhận cụ thể 92 nước sẽ nhận được vaccine Pfizer. Tại châu Á, ông Trung nói rằng Ấn Độ và Đông Nam Á đều đang rất cần vaccine viện trợ khi phải đối mặt với làn sóng COVID-19 hiện nay. Dù vậy, giáo sư Trung nói rằng, nhiều nước đang phát triển, vốn phụ thuộc vào viện trợ của COVAX, cũng không có nguồn lực công nghiệp để sản xuất các loại vaccine tiên tiến như vaccine công nghệ mRNA của Pfizer. Trong bối cảnh các nước trên thế giới đang phải chật vật để tìm nguồn vaccine, không thể đàm phán được các thỏa thuận song phương với các công ty tư nhân như Pfizer, nhiều nước đã tìm đến Trung Quốc. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước này đã xuất khẩu 350 triệu liều vaccine tới các nước trên thế giới. Trung Quốc cam kết ủng hộ 10 triệu liều cho COVAX. Sinopharm vào tuần trước cũng nói rằng công ty dược phẩm này đã hoàn thành một lô vaccine để chia sẻ với COVAX. WHO cũng đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của Sinopharm hồi tháng trước. Trung Quốc đối mặt với nhiều hoài nghi do thiếu minh bạch trong chia sẻ dữ liệu thử nghiệm lâm sàng, cũng như những bê bối liên quan đến hối lộ của các ông lớn ngành dược. Nhiều nước đang từ chối hay sẵn sàng cự tuyệt viện trợ vaccine từ Trung Quốc, trong đó có quốc gia láng giềng Đài Loan. Thưa quý vị, bản tin COVID-19 cập nhật chiều ngày 12 tháng 6 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị mọi điều tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.